Xin chào các quý vị, xin chào các thầy và xin chào các bạn. Thì có một bạn tên là Phạm Hồng Đào có gửi Messenger cho tôi, tin nhắn cho tôi và có hỏi là cái rễ mạch nhân thì chữa được bệnh gì. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn Hồng Đào nhé, và tất cả các bạn khác nếu mà các bạn có quan tâm đến loại thuốc, vị thuốc mật nhân. Thì mật nhân thường trong dân gian thì còn có thể gọi tên là bách bệnh hay là bá bệnh hay là hậu pháp, nhưng không phải nó chữa được bách bệnh, tên thì nó như thế. Và ngày xưa người ta nghĩ là nó chữa được nhiều bệnh lắm, thế nên là gọi là bách bệnh. Thì mật nhân thì tiếng Anh là Erycoma longifolia, tiếng Pháp cũng viết như vậy và cũng đọc gần giống như thế. Thế còn tiếng Nga là Evricoma linolistaya, còn tiếng Trung là Donghe Ali. Vị thuốc mật nhân có vị đắng, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi thấp, lợi tiểu, lương huyết, chỉ lị, thường dùng chữa tràm ở trẻ nhỏ, tiểu tiện ra máu, nhức mỏi, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, vân vân, rất nhiều bà bệnh này không? Thế thì cụ thể, xin chào Tùng Võ, vâng cảm ơn. Thì cụ thể là cái mật nhân, rễ mật nhân như thế này, thì xin giới thiệu luôn để quý vị các bạn cùng xem biết đó. Rễ cây mật nhân đấy, nó thu hoạch thì nó đã như thế này. Về liều lượng chữa thì chúng ta chú ý là ngày chỉ dùng từ 4 đến 6 gram dưới dạng thuốc sắc, hay là có thể phối hợp với các vị thuốc khác nữa, với nhiều vị thuốc khác. Nhưng kiêng kỵ thì chú ý là phụ nữ có thai không được dùng. Thế bây giờ chủ yếu ngày xưa là gia truyền, các phương thuốc của đông y gia truyền thì hay dùng chữa tràm ở trẻ nhỏ, chữa lở ngứa ghẻ, thì lấy lá bạch nhân, lá của bạch nhân ấy, hay là cái lá của bách bệnh, cây bách bệnh ấy, đun nước tắm đấy, rửa sạch chỗ bị tràm rồi giã nát đắp lên đến khi khỏi. Lá thì chúng ta đun nước lên tắm và cho nó tắm. Thế sau đó thì là chúng ta lấy cái lá đó, lọc lấy cái lá đó, giã nát đắp lên cho đến khi nào khỏi. Còn chữa đầy bụng ăn không tiêu thì lấy vỏ của thân cây mật nhân 12 gram kết hợp với trần bì 8 gram, can khương 4 gram, đậu khấu 6 gram, xích phục linh 12 gram, cam thảo 4 gram, sắc uống mỗi ngày 1 thang, uống từ 5 đến 7 ngày. Cái cách chữa thứ, cái phương pháp chữa công dụng thứ ba là chữa phụ nữ kinh nguyệt không thông, đau bụng khi có kinh. Đấy, thì lấy rễ của bách bệnh, rễ của cây mật nhân đấy, 15 gram
sắc uống ngày một thang, dùng từ 7 đến 10 ngày. Cái công dụng thứ tư, nó dùng làm thuốc bổ kích thích tiêu hóa. Bổ nói chung kích thích tiêu hóa, bổ cho đường tiêu hóa mà. Thì rễ của cây mật nhân, rễ mật nhân là 20 gram, kết hợp với 10 quả chuối sứ khô nướng vàng, rồi ngâm với 1 lít rượu trắng, tức là rượu ngon đấy, rượu 40 độ đấy, ngâm khoảng 7 ngày là dùng được. Và ngày dùng 3 lần, mỗi lần là một cái chén nhỏ, chén hạt. Xin chào anh Hà Văn ạ. Đấy, mỗi lần một chén nhỏ thôi. Đấy, thì ngày 3 lần uống chén rượu đó. Người ta cụ ngày xưa gọi chén hạt mít ấy, nhỏ dùng chỉ uống rượu thuốc thôi, chứ không phải là dùng để mà uống say tí lý như là hiện nay các cụ vẫn uống rượu mà nhâm nhi, là hoặc là các bạn là thanh niên ấy, là nhậu nhẹt, không đúng đâu. Thì đây không phải cái đại ly lớn đó, mà đây là dùng rượu thuốc thì phải cái dùng là xin chào danh ly ạ, mà rượu thuốc thì dùng cái loại là cái chén hạt mít nhỏ. Còn tác dụng thứ năm, chữa bệnh thứ năm rất quan trọng cho nam giới đấy nhé, tăng cường sinh lực, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Đó. Thế thì công thức như thế này là dễ cây bách bệnh, dễ cây bách bệnh là 400 mg cộng với nhân sâm 50 mg, linh chi 50 mg, ngâm rượu và uống. Đó là dùng cho là chữa bệnh sinh lý ở nam giới đấy, tăng cường sinh lý những bệnh nam giới mà bị yếu sinh lý. Đấy, đây là dùng cái rễ mật nhân đấy, tên gọi là bách bệnh hay là bá bệnh cũng thế. Nó là loại cây bản địa ở Malaysia và Indonesia. Thế còn nó mọc ít hơn ở Thái Lan, ở Việt Nam, ở Lào và Ấn Độ. Nó được xem là loại thảo dược quý, cho nên là người ta mới gọi là bá bệnh hay là bách bệnh là vì thế. Người ta nghĩ ngày xưa là nó chữa được đủ mọi thứ bệnh, trăm thứ bệnh. Xin chào Sang Niên ạ. Thì các bộ phận của cây mật nhân này thì gồm lá, quả, thân, đặc biệt là rễ, có tác dụng điều trị nhiều bệnh. Nên nó dùng được cả cái cây của nó đều là dùng được hết. Nhưng đặc biệt là về rễ, rễ mật nhân thì là dùng cho nam giới đấy, ngập rượu đấy. Hiện nay mật nhân được dùng rộng rãi không chỉ ở vùng Đông Nam Á mà cả ở Tây Âu, ở Mỹ, dưới dạng thực phẩm bổ sung và nước uống sinh tố. Đấy, nước uống. Người dân vùng Đông Nam Á thường sử dụng mật nhân trong các bài thuốc cổ truyền, cụ thể như thế này: ở Indo và ở Malaysia thì rễ cây mật nhân được dùng để tăng sinh lực cho nam giới, rồi cải thiện chức trầm cảm, chứng trầm cảm sau sinh của phụ nữ, tăng cường sức khỏe tình dục, nói chung giảm sốt, trị run sán đường ruột, bệnh lý tiêu chảy, khó tiêu và vàng da, viêm gan đấy, B đấy. Còn ở Việt Nam thì hoa và quả của cây mật nhân này được dùng để trị bệnh lỵ, còn rễ thì dùng trị sốt rét và cảm sốt thông thường. Đó.
trước đây là các cụ ngày xưa chỉ dùng có thế thôi, chỉ dùng một cái bệnh đó thôi. Ở Malaysia thì cây được chế thành dạng là còn bôi đấy, để giúp giảm đau đầu và đau bụng. Trước đây là tạo thành krem đấy để bôi đau đầu và đau bụng. Hiện nay mật nhân được biết đến rộng rãi không chỉ ở châu Á mà còn ở nhiều nước châu Âu, ở Hoa Kỳ, với nhiều công dụng như tăng cường sức khỏe tình dục, cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, rồi trị sốt rét, trị tiểu đường, rồi các rối loạn về tiêu hóa, rồi các bệnh về khớp, phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới. Trong đó mật nhân được biết và sử dụng nhiều hơn cả cho việc tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới. Ở Mỹ, ở Indo, ở Malaysia đấy, thì mật nhân được dùng rất rộng rãi ở dạng thương mại, nó bán rất nhiều, nó bán rất rộng rãi. Rễ cây mật nhân có vị đắng khá mạnh đấy, khá đắng, được dùng làm chất bổ sung trong thực phẩm và thức uống, trong thực phẩm chức năng đấy, và thức uống, trong cái các loại nước uống mà người ta làm đặc biệt riêng chất cái tinh chất của cái cây này, rễ cây này, bây giờ là người ta cho vào, ta pha chế và có cho thêm cái chút đường cho nó ngọt dễ uống. Với vai trò là thực phẩm chức năng thì mật nhân được khuyến cáo giúp tăng cường sức khỏe tình dục, tăng sinh lực và sức bền, tăng lưu thông máu và testosterone. Tuy nhiên, chỉ với công nghệ chiết xuất cao cấp mới có thể đảm bảo giữ được 100% hoạt tính của mật nhân, mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện các vấn đề sức khỏe mà thôi. Đấy, phải có cái kênh công nghệ chiết xuất cao cấp. Thế còn chúng ta không có cái công nghệ đó thì chúng ta tốt nhất là cứ lấy cái rễ cây tươi, rễ mật nhân tươi. Đấy, chúng ta ngâm rượu. Xin chào chị Trần ạ. Xin chào Sang Nguyên. Ở thị trường thức uống đấy, nó là thành phần thông dụng trong pha lẫn với cà phê và thức uống tăng cường năng lượng nói chung. Riêng về tác dụng tăng cường sức khỏe tình dục, các kết quả nghiên cứu cho thấy mật nhân chứa 40% glycosaponin, 30% polysaccharide và 22% eripeptide, là các loại hoạt chất giúp tế bào lytic. Xin chào Vi Đĩnh ạ. À vâng, đúng, đắng lắm. Cho nên là trong cái nước mà người ta chế biến nước để uống này đấy, hoặc là làm cái thực phẩm chức năng đấy, thì người ta vẫn phải cho thêm đường. Như chúng ta mà tốt nhất là người ta cho thêm mật ong vào đấy, để uống cho nó đỡ đắng. Thì các hoạt chất nói trên sẽ giúp cho tế bào lytic ở tinh hoàn tăng cường sản xuất testosterone nội sinh đấy, giúp cho tinh hoàn sản xuất được cái testosterone nhiều hơn. Thế còn bằng sáng chế mà chứng minh là nó là một cái loại thuốc mà có tác dụng tốt như thế đấy, thì có một quy trình chiết xuất mật nhân và phương pháp điều trị rối loạn chức năng tình dục và vô sinh ở nam giới đã được Mỹ cấp bằng sáng chế năm 2006. Đã được đặt cấp sẽ bằng sáng chế ở Mỹ rồi. Nhưng mà quy trình chiết xuất của nó thì là phải nói là bên nước Mỹ thì quá tốt rồi,
quá cao cấp rồi, cho nên là cái nước đó là chúng ta cần, nên là nếu mà cần thì phải mua bên đó. Chứ còn chúng ta thì thôi, tốt nhất cứ là lấy cái rễ tươi rồi là chúng ta ngâm rượu là trồng đấy, là rõ ràng là nguồn gốc thì rõ ràng phải đúng là cây mật nhân, thế rồi là thực trông mắt thấy rõ ràng rồi chúng ta ngâm rượu. Cho nên nhớ, phải nhớ là hiện nay với thị trường hiện nay mà nói thì nó vô cùng phức tạp, không biết được là chất lượng như thế nào hoặc có đúng là dễ mật nhân hay không. Cho nên là chúng ta phải có được cái nguồn gốc thật là tin tưởng, thật chính xác. Đó. Thì chúng ta hãy nên dùng của nó, hãy mua nó. Thế còn ngoài cái bằng sáng chế ở Hoa Kỳ cấp năm 2006 đấy, thì sau đó có nhiều hồ sơ xin cấp bằng sáng chế nữa được nộp. Đấy. Và họ cũng là cái bằng chế này cũng nêu nhiều cái quy trình và chỉ định khác nhau, nhưng hiện nay mà nói thì chưa có cái bằng sáng chế nào được công nhận cả. Chỉ có một bằng duy nhất ở Mỹ được công nhận. Đấy là tình hình là hiện nay nói về cái rễ mật nhân. Đấy, xin trả lời cho chị Phạm Hồng Đào biết là nếu mà dùng cái đó mà cho ông xã uống quá tốt, cái này là có tin tưởng được vì có bằng sáng chế của Mỹ. Thế nhưng mà nhớ là phải mua đúng cái nguồn gốc, phải xác định đúng cái nguồn gốc mà nó phải tốt, phải đúng, và cây rễ cả cây còn tươi người ta lấy thì mới lấy được nhiều chất. Chứ cái loại rễ mà đã phơi khô rồi, đã khô rồi thì chất lượng nó đã giảm rồi. Thế thì là xin giới thiệu như vậy, sơ sơ qua như vậy cái tình cái loại vị thuốc này, có tiền gọi là vị thuốc bách bệnh. Tôi là trực tiếp tôi mắt nhìn và nhìn thấy là có nhiều nhà cũng trồng, thế nhưng mà chúng ta thì chủ yếu đấy là người ta thu hoạch được là cái phương pháp trồng như thế nào, rồi là có phân bón như sao, có phân bón học hay không. Đấy, nên phải xác định rõ cụ thể, nên hoặc là phải mua ở nguồn gốc là những cái chỗ mà đáng tin cậy. Đấy, xin giới thiệu như vậy để các quý vị, các thầy, các bạn chú ý nhé. Rồi, xin chào, cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay. Xin cảm ơn, chúc các quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe.